Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật vui khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị nhớ cho like, chia sẻ và đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị hàng ngày. Vâng, và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung trong ngày hôm nay. Danh hài Văn Trương kỷ niệm 30 năm. Danh hài Văn Trương kỷ niệm 33 năm ngày cưới. Danh tính bà xã khiến khán giả tò mò. Danh hài Văn Trương mới đây đã chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm 33 năm ngày cưới cùng vợ. Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi năm danh hài chia sẻ về hình ảnh bà xã. Vợ chồng nam nghệ sĩ có loạt khoảnh khắc tình tứ, cả hai phần giữ được sự năng động và trẻ trung dù bước qua tuổi trung niên. Văn Trương cũng gửi lời chúc tình cảm đến vợ nhân ngày đặc biệt, đồng thời gọi cô với một biệt danh thú vị là nữ hoàng cai tù. Ngày hôm nay là dịp kỷ niệm 33 năm từ ngày tôi lên xe bông, nên cho tôi nói mấy lời cùng người yêu bé bỏng của tôi, bà con nhé. Em yêu, anh cảm thấy thật may mắn khi có được trở thành một vật sở hữu của em. Em là nữ hoàng cai tù xinh đẹp, hiền dịu và ngọt ngào của trái tim anh. Và em sẽ cứ vậy trong một năm nữa em nhé. Bờ vai này mãi chỉ mình em. Chúc mừng kỷ niệm 33 năm ngày cưới của chúng ta. Văn Trương là một trong những danh hài hải ngoại đình đám nhất thập niên 90. Ông không chỉ được sự nghiệp rực rỡ mà còn có mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc. Kết hôn từ năm 1990, tính đến nay đã hơn 30 năm, vợ chồng nghệ sĩ Văn Trương vẫn giữ lửa tình yêu như ngày đầu. Cặp đôi có hai con trai ở tuổi trưởng thành. Nhưng để bảo vệ sự riêng tư cho vợ con, danh hài Văn Trương ít khi chia sẻ về gia đình trên mạng xã hội. Đến nay nhiều khán giả vẫn chưa biết được danh tính bà xã Văn Trương. Tuy nhiên, nếu thường theo dõi hài kịch của Văn Trương sẽ không xa lạ với cái tên Thùy. Được nam nghệ sĩ nhắc nhiều trong các vở diễn, Thùy chính là tên thật của bà xã Văn Trương. Vợ năm danh hài không hoạt động trong làng nghệ thuật. Công việc của chị là đứng phía sau chồng mình, quán xuyến việc gia đình, chăm sóc các con và hỗ trợ chồng điều hành trung tâm Văn Trương.